hoan hỷ cùng chúng con ông bài 407. Dạ, mình chào xin thành kiến ngày vào đạo tràng. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu. Con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con cũng kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và cùng Chư Tôn Đức Tăng. Sao nhỉ? Hôm nay chúng con xin ngâm câu kệ số 407 ạ. Yasarago cha do so cha mano sakho cha patito sasapari wa arakahan tamaharu niramanan Yasarago cha do so cha mano makho cha patito Sauri wa araka tamaharam miramanam yasarago chado socha mano makho chapatito sarapori wa araka tamaharu miramanam người bỏ rơi tham sân không màng không ganh tị như hột cải đầu kim, ta gọi bà Nam Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Tham sân chẳng dính vào lòng, ngã kiêu tật đổ thảy, dòng nước trôi. Hạt cải kia đầu kim rơi, những người như vậy sống đời bà Nam Môn. Bạn phổ thơ của ngài Thượng Tọa Giới Đức ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ chư đại đức tăng và thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Sư nhìn mướt này cho dâm ạ. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân đại đức tề nhẫn. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tề Nhẫn, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 407. Yassarago cha đồ sô cha ma nô mắc khô cha pa tí tô sa sa bồ rí quá a rắc gà Tama hằng brum mi brahmanang. Yasara go cha do so cha ma no mak ho cha pa ti to sa ho ri wa an rak ga tama hằng brum mi brahmanang. Yasara go cha do so cha ma no mak ho cha pa ti to sa sa bồ ri wa a ga ta ma hằng brum mi brahma năng người bỏ rơi tham sân không mạng không ganh tị như hột cải đầu kim ta gọi bà la môn bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu yassara go cha đồ sô cha ma nô mắt hồ cha pa ti tô sa sa bồ ri wa a ra ya ta ma hằng brum mi brahma năng ya sa ra go cha đồ sô cha ma nô mắt hồ cha pa ti tô sa sa bồ ri wa a ra ya ta ma hằng brum mi brahma năng ya sa ra go cha đồ sô cha ma nô mắt Bồ cha bà ti tô sa sa bồ ri wa a ra ga
tamaham brahmi-brahmanang. Tham sân chẳng dính vào lòng, ngã kiêu tật đố thải dòng nước trôi, hạt cải kia đồng kim rơi. Những người như vậy sống đời Bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời chị Lạc Lê, Sis Ai Minh, Sis Tina, Sis Hồng Kiểm. Kính mời quý vị nha, Rạng Đông xin xuống mic. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Yassara go cha do so cha ma no mắt khổ cha pa ti tu sa sa po ri wa a ra ga ta ma hằng bùm mi phram ma năng Yassara go cha do so cha ma no mắt khổ cha pa ti tu sa 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 po ri wa a ra gà ta ma hằng bùm mi phàm ma nằng. Người bỏ rơi tham sân không mạng không ganh tị, như hội cải đầu kim ta gọi Bà La Môn. Dạ sa ra vô cha đô su cha ma no mắc khô cha pa ti tô sa sa po ri wa a răng ga ta ma hăng bùm mi pram ma năng ya sa ra go cha do su cha ma no mắc khô la pa ti tô sa sa pa ri wa a răng ga ga ta ma hăng bùm mi tamahang bummi brahmanang. Tham sân chẳng dính vào lòng, ngã kiêu tật đố thảy dòng nước trôi, hạt cải kia đầu kim rơi. Những người như vậy sống đời Bà La Môn, Hòa Thượng Giới Đức, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, xà thủ, kính cảm ơn Thì Na. Dạ, cảm ơn Sức Trang Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Hành Kiểm ơi, có lên trả bài không? Thích Tâm Phương có lên trả bài không? Cô Ái Minh có lên trả bài không? Dạ, kính mời bàn tay quý vị. Vị nào lên trả bài thì đưa bàn tay lên. Chứ để không mà Nhật Quỳnh trả bài xong là Nhật Quỳnh khóa sổ nha. Alo, alo. Dạ, Tâm Phương có nghe Nhật Quỳnh không? Cô ấy Minh, Chính Hành Kiểm. Quý vị có nghe không và có thể cầm mic được không? Nhật Quỳnh mà trả bài xong mà không vị nào đưa tay là Nhật Quỳnh khóa sổ để cho nghe, sư giảng sớm nha quý vị nha. Vậy sư không có thời gian giảng. Dạ. Dạ nghe. Giảng đồng ý phải không? Dạ. Bây giờ thì con xin trả bài Pháp Cú Kinh số 47 và cảm ơn Quỳnh Bá Thanh Á cho bài học. Ya sa ra go cha do so cha ma no ma ko cha ba ti to sa sa bo vi ra a vi vi wa a ra ga ta ma hang so mi ra ma nang Ya sa ra go cha do so cha ma no ma ko cha ba ti to sa sa bồ đi qua a rạt gà ta ma hằng su mi râm ma năng. Người bỏ rơi tham sân không mạng không ganh tị, như hột cải đầu kim ta gọi Bà La Môn. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và sa ra go cha đô so cha ma no ma khô cha ma tri tô sa ba bô ri và a ra cha ta ma hăng su mi râm ma năng. Và sa ra go cha đô so cha ma no ma khô
chàng ba chi tông xa 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 bồ rê và a ra ca tạ ma hăng sô mị râm ma năng tham sân chẳng dính vào lòng ngã kêu tật độ thảy dòng nước trôi hạt cải kia đầu kim rơi những người như vậy sống đời bà la môn con thành đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhật bình kính cảm ơn đạo tràng xa của hoàng tài huynh quá tha ná sợ nhật bình khóa sổ phải không mời huynh nha sợ xích quá sổ để giờ tài chưa cảm ơn xích nhật huyền xích rạng đông nam mô phật tha giá nam mô tham ma giá nam mô sẵn kha giá kính đại lễ ba ngôi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính đại lễ đại đức minh đại đức tuệ nhẫn cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung rạ con xin được kể kinh pháp cú số 407 yasarago cha do so cha mano mako cha patito sasa pori waraga tamahang promi prammanang yasarago cha do so cha mano mako cha patito sasa pori waraga tamahang promi prammanang yasarago cha do so cha mano mako cha patito sasa pori waraga tamahang promi prammanang người bỏ rơi tham sân không mạn không ganh tị như hột cải đầu kim ta gọi bà la môn bản dịch ngài Minh Châu tham sân chẳng dính vào lòng ngã kiêu tật đố thảy dòng nước trôi hạt cải kia đầu kim rơi những người như vậy sống đời bà la môn bản phổ thơ của ngài Giới Đức là nam mô phật tha giá con xin được xin mời xích tâm phương dạ kính cảm ơn huynh quá thân á dạ cảm ơn nhật huynh sao con khóa sổ đó nghe nói và chạy quá trời luôn dạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sân kha giá con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh con kính đảnh lễ chỉ đại đức tăng với cô tu nữ mình chào tất cả phật tử con xin đọc và kể câu cú 407 cha sát cha go cha đô so cha ma no mát khô cha ba ti tô sa sa po ri wa a ra ga ta ma hằng ru mi ra ma năng từ bỏ rơi tham sân không mạng không ganh tị như hột cải đầu kim ta gọi bà la môn và đó là bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu tham sân chẳng dính vào lòng ngã kêu tật đố thảy dòng nước trôi hạt cải kia đầu kim rơi những người như vậy sống đời la môn và phổ thơ của thượng tọa dưới đất và sa ya go cha đô so chang mano man khô cha pa ti tô sap sa bô ri wang a ran ga tamahang ro mi brahmanang ya sa da go cha do so cha mano mat ko cha pa di to sa sa po ri wa ang ran ga tamahang ro mi brahmanang dạ con đã đọc và kể xong con chắc cũng hết giờ rồi. Mời kính mời chị Nhật Huynh ạ. Xà thủ kính cảm ơn Thích Tâm Phương, Nhật Quỳnh Hâm là sợ. Bình Quát Thành Á, Thích Tâm Phương lật đật đưa tay, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, năm mô thai á, xà thủ lành thai. Chúng con hành kiểm ơi, hành kiểm đâu rồi? Có trả bài không? Không trả bài, Nhật Quỳnh khóa sổ thiệt luôn á nghe. Thấy chưa? Rồi, mời hành kiểm nha.
Cảm ơn Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, rồi con vô được rồi. Dạ. Con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú kinh 407. Yat sa ga go cha do so cha ma no mắt khô cha ba ti to sa 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 bồ đi qua a đắc gà ta ma hằng rù mi đầm ma nằng. Để con đọc lại lần nữa. Yat sa ra gồ cha đồ sô cha ma nô mắc khô cha bà ti tô sa sa bồ đi quá à ra đắc gà ta ma hằng rù mi đầm ma nằng. Yat sa ra gồ cha đồ sô cha ma nô mắc khô cha bà ti tô sa sa vô vi wa a đắn ga ta ma hằng rô mi brahm ma nằng. Người bỏ nơi tham sân, người bỏ rơi tham sân, không mạng không ganh tị, như hột cải đầu kim gọi bà la môn. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong rồi, con xin trả mít lại cho đạo tràng và con xin cảm ơn đạo tràng. Xà thử xích thành kiếm. Dạ, cảm ơn xích Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được. Cảm ơn xích Tâm Phương. Dạ, xà thử lành thai Nhật Quỳnh kính cảm ơn xích thành kiếm xích Tâm Phương. Quỳnh Quá Thanh Ná xích Đăng Đông đã hoan hỷ kệ kinh. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân để đức tuệ nhận đã tiên phong ôn bài chúng con. Và bây giờ đã đến giờ học bài mới. Dạ, mặc dù sớm 5 phút nhưng Nhật Quỳnh xin phép không có kéo dài thời gian để sư có thời gian giảng bài. Dạ, mà và con kính bạch với đại đức tuệ nhẫn là 14 tây tuần sau là chúng con cái giờ ở cái room này và cái giờ của lớp học với Tha Thâm Má là nó liền nhau. 8 giờ bên đây hết sum thì bên kia 8 giờ bắt đầu. Nên tụi con phải rất là phải chạy đua. Dạ. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đang tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta đã được nghe để được trải nhận giảng dạy từ vựng ý nghĩa và biểu sự cấp pháp của kinh số 408. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Anh đã cho bài học. Nam mô Bích Hai giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Qua Tô Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Bhagavato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lập gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi.
chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 408. Dục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và dạ, con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Một ngày nữa lại qua đi, một tuần đã qua đi rất nhanh rồi. Và chúng ta có đồng ý với sư rằng từ sáng đến giờ hầu như là vô minh và tham ái với các suy nghĩ về người này, người kia suốt cả ngày. Và không khi nào có được một khoảnh khắc của chánh niệm trí tuệ để hiểu về cái thấy, cái nghe là vô thường, đúng không? Do vậy thì làm sao mà chúng ta đến gần với giác ngộ được? Thực tại thì nó luôn luôn sanh khởi, nhưng mà vô minh nó quá dày nên là trí tuệ nó không đủ cái năng lực để mà hiểu các pháp đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Và bổn phận của người con Phật làm cái gì? Chúng ta phải nói cho nhau nghe về những pháp đang hiện diện để tâm nhớ về từng chút một. Quý vị từng có lo quý vị với cái thấy cái nghe này, chúng tôi đảm bảo với quý vị rằng thánh đạo thánh quả sẽ không xa rời cái khoảnh khắc thực tại này. Quý vị có học bao nhiêu đi chăng nữa, quý vị thấy cả một ngày chúng ta học về ngày này người kia nói rất nhiều, nhưng mà thực sự thì khoảnh khắc hiểu biết về cái thấy cái nghe trong đời sống là quá ít ỏi, thậm chí một ngày không biết được mấy sát na. Để cho chúng ta thấy rằng vô minh đã đẩy chúng ta đi xa, quá xa với thực tại, thì làm sao mà chúng ta hiểu được lý tứ thánh đế. Và chúng ta thấy các pháp là vô ngã, phải không? Chúng ta không làm gì được cả, và ngày lại qua đi nữa rồi. Chỉ còn cái giờ phút này là giờ phút đẹp nhất. Cũng có thể chút nữa chúng tôi nói với quý vị cũng có minh sen khởi khoảnh khắc. Do đó nếu mà chúng ta không hiểu về cái thấy cái nghe, làm sao chúng ta hiểu về pháp duyên sanh là như thế nào, cái gì làm cho chúng sanh khởi. Chúng ta không hiểu về cái thấy cái nghe thì làm sao chúng ta biết được là khổ, làm sao chúng ta biết được cái thấy này thật là vô nghĩa, cái đối tượng thị giác này cũng là vô nghĩa. Chúng sanh ra rất là mỏng manh, rất là vô thường. Chúng không có bản chất một cái ngã nào ở đó cả. Chúng ta chưa biết gì về các thực tại trong đời sống hàng ngày, làm sao mà chúng ta có thể chứng đắc được Niết Bàn? Điều đó là không thể, và mãi mãi là không thể. Tất cả tam tạng kinh điển, Đức Phật chỉ nói về khoảnh khắc này mà thôi. Nếu như khoảnh khắc này không được biết, không được nghe, không được hiểu, chúng ta làm sao xứng đáng với con của Đức Thế Tôn? Những ai chưa từng hiểu về cái thấy cái nghe thì không thể nào gọi là quy y Đức Phật, quy y giáo pháp và quy y chư tăng được. Cái đó là chúng ta mới ở hình thức thôi. Khi nào mà chúng ta thấy rõ được cái thế giới của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm là pháp vô vi, là vô thường, lúc đó lòng tôn kính Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, lòng tinh tấn, tự chúng sẽ sanh khởi và chánh đạo sẽ được hiển lộ. Hãy luôn luôn nhớ về, hãy luôn luôn lắng nghe về
để chúng ta hiểu được cái thấy thực sự có phải là một quả của nghiệp. Chúng hoàn toàn vô ngã và chúng ta không thể kiểm soát được. Cái nghe cũng vậy, âm thanh, màu, mùi, vị, suy nghĩ. Nếu chúng ta không hiểu cái này thì làm sao mà chúng ta trở thành một vị Bà La Môn? Cái này là gì? Cái thấy là một sự thật, là chân đế, là diệu pháp. Cái nghe, nếu chúng ta không hiểu được thấy nghe ngửi nếm đụng, làm sao chúng ta hiểu được pháp trần? Rồi làm sao chúng ta hiểu được pháp xứ? Pháp trần thì nó cả thực tại và cả khái niệm, nhưng mà pháp xứ thì không. Pháp xứ thì không. Pháp xứ là hoàn toàn là thực tại, là những cái sở hữu của tâm khi chúng sanh khởi, chúng có mặt. Nếu mà chúng ta không hiểu về cái thấy cái nghe thì chúng ta không bao giờ hiểu được về duyên chúng. Chúng ta sẽ không hiểu được các quẩn, các xứ, các giới và các đế. Chúng ta không thể nào rời bỏ được tham sân si, vì cái hình tướng chấp ngã luôn luôn chúng len lỏi vào trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta gặp, chúng ta chưa gặp ai đó thì cái tâm ngã mạn, cái tâm khinh khi đã có rồi. Nhưng mà chúng ta không hề hay biết cái điều đó. Cái tâm của chúng ta đã khinh thường hay là đã tôn vinh ở đó rồi, rất si mê phải không? Chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ các pháp thì trí tuệ tự thân sẽ sanh khởi. Thời buổi bây giờ giáo pháp của Đức Phật bị hủy hoại, bị thuyết sai lệch là rất nhiều. Chúng ta không cần đợi phải 2000 mấy trăm năm nữa. Chúng ta không hiểu về pháp thực sự hiện giờ thì không cách nào chúng ta bảo vệ được chánh pháp. Trước sau gì chánh pháp cũng bị hủy diệt. Cái đau khổ nhất là khi được gặp chánh pháp của Đức Phật mà không có sự hiểu biết thực sự về pháp. Đó là một sự khổ đau tột cùng. Do vậy, chúng ta luôn luôn phải nhắc cho nhau nghe về giáo pháp của Đức Phật, nói về những cái gì là thực trong đời sống. Giác ngộ không ngoài những cái pháp đang thực sự sanh khởi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào câu kệ số 408. Chúng con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahang Samma Sambutho Phagawa Buthang Phagawantang Afiwadim Svakhato Phagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phagavato Savakaso Sanghang Namasami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Thế Tôn, Đấng Toàn Tri Diệu Giác, Vô Lượng Từ Bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các tâm bệnh nơi chúng sanh. Chỉ với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo.
Tăng bảo đức thế, đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến tăng bảo, người ấy chắc chắn trong vòng sanh tử luân hồi sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu các duyên lành, thành tựu các ba la mật và chứng đạt được tứ thánh đế thánh đạo và chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước lành do đảnh lễ ân đức tam bảo phát xong lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất cả đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa. Kính chi phước lành này đến tất cả các cô chú bác, các cô tu nữ, các quý Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báu thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa và thành tựu minh và hạnh nơi chánh pháp của Phật cao thượng. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay chúng ta học tiết số 408 và phẩm Bà La Môn. Phẩm Bà La Môn ở đây thì Đức Phật phẩm này chủ yếu nói về các bậc A La Hàm và bậc Thánh A La Hán. À, đương nhiên là nói về các bậc thánh. À, trong đó thì chúng ta cũng biết nè, những bậc đang tiến thân vào con đường tứ niệm xứ và tứ thánh đế. Câu kệ số 48 Pali là Akak Kassam Vinya Pháp Ninh Ghi Răng Sắc Trăng U Đi Rát Dê Gia Giá Na Phít Sát Chê Canh chí tam a hằng ru mi ram ma năng. Người nói lên lời chân thật không lỗ mãng, làm cho hiểu rõ, do điều ấy không làm mất lòng bất cứ ai, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Hai câu đầu là Akak Kassam Vinya Pháp Ninh Ghi Răng Sắc Trăng Udiraye. Người nói lên lời chân thật không lỗ mãng, làm cho hiểu rõ. Như vậy ở đây khi nào mà chúng ta hiểu pháp á, thì chúng ta luôn luôn là dùng những cái lời nói chân thật trong chánh pháp, vừa lời không ngã mạn và không có chỉ trích, không có khen chê, bởi vì vị đó hiểu được chúng sanh là muôn trùng của nghiệp lực, và các ngài chỉ nói cái diệu pháp đến cho người nghe, người cần, không thì các ngài sẽ dần im lặng. Còn những người chưa hiểu giáo pháp thì chúng ta luôn luôn có sự chỉ trích, có sự phê phán, có sự khen chê. Và dựng lên những cái câu chuyện về con người này, con người kia rất nhiều trong tâm trí của mình. Như vậy cho chúng ta thấy đó là những cái dạng phiền não vô minh rất là khó mà loại bỏ được chúng. Chỉ khi nào chúng ta có trí tuệ, thấy rõ được, hiểu được, nghe được về các pháp vô ngã, thì từ đó chúng ta mới thấy từ trước đến giờ chúng ta phỉ báng hay khen chê một ai đó, quả thực là nó rất là vô ích, rất là gian, và làm cho tâm của mình nó không có trong sạch và nó trở thành những cái xấu, cái thói quen rất là bị ổi. Và đó là bản chất tự nhiên của chúng. Khi mà không hiểu pháp thì chúng ta có cái gì để ngoài là nói một chút về giáo pháp, chút nữa chúng ta lại đi lạc đường,
Rồi chúng ta lại chuyện nói chuyện về người này, người kia, câu chuyện này, câu chuyện khác. Cứ như vậy, cuộc sống của chúng ta thường là như vậy. Do vậy, ở đây các bậc thánh, Ngài nói là người nói lên lời chân thật, không lỗ mãng, làm cho hiển lộ, cho hiểu rõ. Ác cắt cát xăng là một cái liên từ hay là một cái nhóm từ á cộng với sát là nhóm từ lữ tánh, và câu kệ này chia theo tối cách là không lỗ mãn, không thô lỗ, tức là không nói những lời sân hận chỉ trích cay nghiệt, được những cái lời nói lỗ mãng cay nghiệt này phát xuất ra từ những cái bất thiện tâm thật rõ ràng nơi tâm của mình, và có trí tuệ hiểu chúng rõ là vô ngã, và thấy những cái trạng thái tâm này này tích lũy những cái phiền não, chứ chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta có kham nhẫn cỡ nào, cái đó là chúng ta có nhẫn nhục cỡ nào, chúng ta có lé tránh cỡ nào thì nó cũng không thể được tất cả pháp. Chỉ khi nào hiểu biết rõ nó thì mới chấm dứt được nó. Chúng ta phải luôn luôn nhớ một điều, nó là pháp sanh khởi do duyên. Không có một ai có thể kìm nén hay làm được bất cứ một cái điều gì cả. Mà có kìm nén như chăng nữa, trạng thái đó vẫn chỉ là pháp do duyên sanh. Có tà kiến như chăng nữa thì cái trạng thái đó vẫn là pháp do duyên sanh. Chúng ta phải luôn luôn nhớ về chỉ có pháp và pháp đang hiện diện. Chúng hiện diện cái pháp nào thì chúng thể hiện cái chức năng, cái phận sự, cái thành tựu và cái nhân gần của nó ở đó, chứ không có một ai có thể kiểm soát được. Dầu Phật cũng không có kiểm soát được giáo pháp. Nhớ một điều, Đức Phật cũng chỉ do pháp, do duyên đúng đắn mà sanh ra chi kiến Phật toàn giác mà thôi. Mà trong chân đế thực sự thì không có Đức Phật mà chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Đức Phật đã nói rất rõ điều này. Khi Ngài giác ngộ thì bậc giác ngộ toàn giác với cái danh xưng, cái danh từ để nói lên cái sự xứng đáng của trí tuệ toàn giác trong pháp tối thượng mà thôi. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó. Và tiếp động ngữ á chỉ cho không, khẳng định. Cách xá là một cái tính từ chỉ cho cái sự lỗ mãng, sự thô lỗ. Sự thô lỗ. Từ Vinya Pali, gọi là Vinya Pali, là một cái danh tính từ. Ở đây thuộc về lữ tánh và chia theo đối cách. Là người, hay là làm hiểu rõ, hay là dạy dỗ. Như vậy các bậc có trí tuệ luôn luôn là nâng đỡ, hỏi han, trả lời, làm cho thấu hiểu, và Ngài dạy dỗ về cái con đường để thanh lọc tâm. Vinyapana, cái từ, cái căn của nó là căn nha, tiếp đồ ngữ là quý, là một cái danh từ trung tánh, là chỉ cho việc hiểu biết rành mạch, việc dạy dỗ. Hiểu biết rành mạch, hiểu biết rành mạch về cái gì? Về uẩn, về xứ, về giới, về đế, về pháp vô thường, khổ vô ngã, dành mạch về khổ, dành mạch về nguyên nhân sanh khổ, dành mạch về sự diệt khổ, và dành mạch về cái con đường để chấm dứt cái sự khổ tử sanh này.
Vậy bậc nào là bậc dành mặt ở đây? Ở đây chỉ cho Đức Thế Tôn là bậc tối thượng, bậc A-la-hán chấm đẳng giác. Ngài dành mặt về sự khổ, sự diệt khổ, nguyên nhân của khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Và những người con của Ngài đã thành tựu Tứ Thánh Đế, đạt được Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, hay là vị đã thông thuộc được pháp học, phát triển được tứ niệm xứ, các Ngài chia sẻ những cái gì đúng đắn trong lời dạy của Đức Phật. Tiếp đầu ngữ quý là chỉ cho chi tiết và rõ ràng. Chi tiết và rõ ràng. Căn nha là sự biết hay là sự hiểu, hay là chỉ cho trí tuệ. Ghi răng là cái từ ghi ra, là một cái danh từ lữ tắm. Ở đây câu kệ này chia theo đối cách là lời nói. Như vậy, một bậc khi đã hiểu giáo pháp của Đức Phật á, thì tự động cái lời nói về pháp á, nó luôn luôn đem đến sự chân thật, sự ngọt ngào. Lời nói của cái người hiểu tứ niệm xứ luôn luôn mang đến lợi ích rất là ngọt ngào. Chắc chắn một điều, ai bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu le lói được con đường tứ niệm xứ là thân khẩu ý các căn tự động nó chuyển đổi và dần trở nên thanh tịnh. Chánh pháp là như vậy. Chánh pháp là như vậy. Chúng ta chưa đi đến đó thì nó không thể là như vậy được. Nhưng mà khi chúng ta dần hiểu về thực tại trong đời sống là vô ngã, thì lời nói luôn luôn có cái vị ngọt của chân thật, của tiết chế, của nhu hòa, của nâng đỡ, của khai trí, của từ tâm. Cái từ sách chân sách chá là một cái tính từ là đúng đắn, chân thật. Vậy đúng đắn ở đây là đúng chánh pháp, chân thật. Ở đây nói đến bậc thánh, còn ở đời thì đôi khi người ta cũng nói lời chân thật, nhưng mà cái chân thật đó đó nó chỉ là cái ngôn từ, chứ nó không có cái nghĩa là chân thật ở trong cái diệu pháp mà nó thanh lọc tâm ý của mình được. Từ Udrajye, căn của nó là căn tiếp đầu ngữ là ut, là một cái động từ và chi theo hiện tại với cách số 3 là lên làm cho thốt ra, lên làm cho thốt ra. Tiếp đầu ngữ út là trên, căn y là di chuyển, di chuyển, di chuyển. Như vậy thì cái gì di chuyển? Cái tầm nó di chuyển ở trong, cái chánh tầm ở trong tâm của chúng ta. Nó di chuyển, nó suy nghĩ những cái từ để nói ra những cái lời chân thật của chánh pháp. Nếu vậy ở trong cái câu kệ này, chính là chánh tầm, nó suy nghĩ chánh tư duy. Khó không? Rất khó phải không? Chúng ta cái tầm á là nó một cái là đôi chân của thế giới. Sau cái thấy nghe ngửi nếm đụng là nó có rất nhiều sự suy nghĩ, nhưng mà không phải suy nghĩ nào nó cũng phát ra ngôn từ. Suy nghĩ thì nó nhiều gấp vô vạn, vô vàn lần cái mà phát ra ngôn từ. Nhưng mà không phải tầm nào cũng xuất ra ngôn từ.
Có người thì toàn phát ra cái ngôn từ bất thiện, có người thì suy nghĩ bất thiện. Nhưng mà trong cái lúc phát ra ngôn từ thì nó lại chuyển. Lúc mà đang suy nghĩ rất nhiều bất thiện, nhưng mà giật mình thì lại một cái tầm khác sanh khởi và nó lại phát ra cái ngôn từ thiện rất là nhanh. Chỗ này di chuyển, cái gì di chuyển ở đây là chính là suy nghĩ hay là tầm đó. Gọi là gia giáp la phí sát chê canh chích, do điều ấy không làm mất lòng bất cứ ai. Như vậy khi một vị bà la môn hay là Đức Thế Tôn, các bậc thánh a la hán, các ngài đã đoạn diệt tất cả những tham phu ở đời, thì cái tầm của ngài luôn luôn là chánh tư duy, và ngài luôn luôn suy nghĩ và làm phát sanh ra những cái ngôn từ mang duyên đến tai, làm cho cái người nghe phát sanh sự hiểu biết, hiểu được sự chân thật. Tiếp theo nữa là gia giá na phi sát chê canh chí, do điều ấy không làm mất lòng bất cứ ai. Bất cứ ai, như vậy thì không làm mất lòng bất cứ ai là gì? Vì sáng suốt, tức là ngài không nói, không có phiền não. Ngài nói ra bằng những cái ngôn từ chân thật, từ bi. Ngài không làm mất lòng bất cứ ai. Nhưng mà còn ai đó làm mất lòng ngài, người ta sân hận bực bội, đó lại là một dạng phiền não nơi chính họ mà thôi. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Gia giáp, cái từ nguyên mẫu của nó là giá, chỉ cho cái đại từ quan hệ. Ở đây thuộc về lữ tánh và chia theo sở định cấp. Là do điều ấy. Do điều ấy. À, sở dụng cách chứ, xin thưa quý vị. Do bởi với bằng, do điều ấy. Từ lá phí sá chê là một cái hợp từ lá cộng với á phí sá chê. Á phí sá chê thì chúng ta biết rồi. Mất lòng. Ở đây lá phí sá chê là không mất lòng. Á phí cộng căn của nó là căn sách. Tiếp đầu ngữ của nó là á phí. Nó là một cái động từ là có thể làm mất lòng. Có thể làm mất lòng. Và chúng ta biết là phàm phu của chúng ta thì luôn luôn đi đến với nhau là làm mất lòng nhau là chính. Trước mặt của chúng ta thì tỏ vẻ rất là thân thiện, có lòng từ, đảnh lễ, cung kính. Nhưng mà tâm của chúng ta là có vấn đề, vì không hiểu pháp. Nên là cái sự cung kính của chúng ta gọi là, nó làm sao nhỉ? Nó dối lừa, ghê gớm lắm. Không biết từ lâu rồi chúng ta sợ hãi cái gì, mặc dù chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, nhưng mà đến đó thì chúng ta cũng đảnh lễ cho nó có lệ, cho người ta nhìn thấy mình. Rồi có những người thì bắt học trò đảnh lễ, nhưng mà khi chứng kiến cái cảnh khi các vị đã gặp các vị lớn hơn mình đó, thì chẳng bao giờ đảnh lễ cả. Và nói chuyện thì cũng ngang hàng, và mình tỏ ý là mình học rất là giỏi, rất là cao, vân vân. Chúng ta thấy cái nếp sống của chánh pháp nó không bao giờ là như vậy hết. Chúng ta thấy chúng ta không bao giờ để ý được những cái phiền não vô minh, nó rất là khủng khiếp. Chúng ta không thấy được các pháp trong đời sống hàng ngày thì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tu cho ai đó đó, và chúng chỉ làm màu cho cái gì đó, thì thật là
Cái đó mới là cái khổ. Còn khi chúng ta hiểu được giáo pháp á, thì chúng ta biết là khoảnh khắc nào của bất thiện cũng đều là nguy hại, đều là vô ích, đều không xứng đáng cả. Dầu là một người nhỏ gặp bất cứ một cái người nhỏ hay người bất thiện như thế nào, tâm của chúng ta khởi lên bất thiện, đó là điều tai hại vô cùng rồi. Vì chúng ta không có hiểu lời dạy của Đức Phật thâm sâu lên là chúng ta rất coi thường cái điều đó. Vậy là chúng ta coi thường phiền não, nên là phiền não luôn luôn cười vào mũi của chúng ta. Chỉ khi nào mà chúng ta thấy sự nguy hiểm của phiền não thì lúc đó tâm của chúng ta luôn luôn có sự canh phòng, có sự bảo phòng hộ, có sự xuất ly. Từ á phí là trên cao, rồi từ sách, căn sách của nó là treo. Treo. Rồi còn tiếp theo nữa là từ căn trí. Căn trí là một cái đại từ năm tánh và chia theo đối cấp là bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì, tâm hằng ru mi tâm mà năng. Như vậy tâm hằng ở đây chỉ cho Đức Phật ha, nói về khi mà ngài ở đây là nói về ta, đây là chỉ cho Đức Thế Tôn đó. Ngài nói thế nào là Bà La Môn á, thì những cái vị nói lên những cái lời du hòa này nè, thì ta gọi vì ấy là Bà La Môn. Tâm Ma Năng tức là Bà La Môn. Bà La Môn chỉ ở đây cái nghĩa của nó là gì, là thanh tịnh. Chưa thanh tịnh, thanh tịnh tức là tâm của vị nào đạt đến sự thanh tịnh vô thượng thì ta gọi cái vị đó là Bà La Môn. Và Chích Lục ngài Minh Châu dịch là nói lên lời nhu hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Như vậy thì hàng ngày phiền não của chúng ta nó luôn luôn làm cho chúng ta mất lòng. Mất lòng đa phần là mất lòng với những người thương yêu, mất lòng với những người chúng ta cung kính, mất lòng với những người chúng ta đã gặp, đã thương, đã thấy. Chứ chúng ta chưa thấy, chưa nghe, chưa ngửi, chưa nếm thì chúng ta chưa có suy nghĩ về những cái điều đó. Chúng ta thấy một cái điều lạ là phải không? Như vậy phiền não cũng ở rất gần và sự xuất ly cũng ở rất gần. Vậy phiền não ở đâu thì cũng có sự xuất ly ở đó thôi. Nhưng mà chúng ta thấy được phiền não thì xuất ly nó cũng ở đó. Nhưng mà có điều là phiền não là đa phần chúng ta nói là chúng ta thấy phiền não. Tôi thấy phiền não, tôi biết phiền não. Chứ không phải là trí tuệ nó thấy phiền não là pháp vô ngã đâu. Khi nào mà cái anh trí tuệ này anh khởi lên nè. Anh thấy tất cả dầu là chánh niệm hay là trí tuệ cũng vô thường á. Thì cái đó thì đó thì nó mới giải quyết được vấn đề. Vậy còn lâu lắm phải không? Chúng ta có làm cách nào, có mong chờ gì để giác ngộ được không? Có tu tập thiền gì để giác ngộ được không? Không thể được, không bao giờ có cái điều đó. Pháp duyên sanh này không có làm cái gì được cả, ngoài cái sự nghe rõ lời dạy của Đức Phật về các pháp thật rõ với duyên sanh của nó, bạn mới chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau mà thôi. Thời gian bao nhiêu lâu không có quan trọng, bao nhiêu kiếp không có quan trọng. Quan trọng là sát na này, trong những cái thực tại trong đời sống chúng ta chưa hiểu từng chút một là không có thể giải thoát. Chúng ta có dùng bất cứ một cái gì đi chăng nữa thì đều mang hơi hám của tà kiến, của vô minh hết. Khó không? Rất là khó, phải không? Con đường trung đạo thấy như vậy chứ. Chúng ta nói về cái sự thanh tịnh này thành kia đó
nói thôi, chứ còn để đạt tới đó mà nói như vậy nên là chúng ta phải cẩn trọng, không là chúng ta nói dốc, mà chúng ta nói dốc mà vô minh nó bắt chúng ta nói. Chúng về chuyện chúng ta hãy thật chân thật từng chút một. Khi nào chúng ta có biết được cái tâm thấy và cái đối tượng thị giác thực sự, không phải là con người này con người kia, không phải là đàn ông đàn bà, thực sự một sự tỉnh giác xuất hiện một cách tình cờ vào một cái thời điểm đó, do chúng ta đã được nghe từ trước rồi, bất chợt một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta thấy rõ được đối tượng thị giác và cái thấy sanh khởi. Từ đó chúng ta sẽ thấy ồ, đối tượng thị giác, đối tượng thị giác, đối tượng thị giác. Bất cứ khi nào cái thấy sanh khởi thì tâm của chúng ta đã nhận biết rõ đây chỉ là đối tượng thị giác, không có cái gì hơn nữa. Thì lúc đó không biết có phải là tứ niệm xứ không thưa quý vị? Chắc chắn là phải không? Chúng ta không cần phải nói tứ niệm xứ là gì cả. Và nhớ là bài kinh tứ niệm xứ là gì? Xin thưa mấy quý vị, bài kinh tứ niệm xứ ở đó không có phải là chỉ cái pháp môn tu tập đâu, mà tứ niệm xứ là tất cả các đối tượng, tất cả các thực tại. Nhớ bài kinh tứ niệm xứ là chỉ tất cả các thực tại, tất cả các thực tại, tất cả các thực tại. Và thực tại nào cũng có thể trở thành niệm xứ và trở thành đế khi có trí tuệ được hiểu. Và không có ai chọn lựa được cái phương pháp gọi là tu tập về sắc, tôi tu tập về gì, về thọ, về tưởng, về hành. Không có chuyện đó, không có chuyện đó. Nó sanh khởi, tâm nó bắt cảnh nào, đối tượng nào, nó phụ thuộc vào chánh niệm, nó phụ thuộc vào trí tuệ, nó phụ thuộc vào duyên hết. Không thể nào có một cái phương pháp nào là quán sắc, quán danh, làm sao mà chúng ta lại có thể biểu trí tuệ nó sanh khởi theo ý của mình được. Không có chuyện đó. Mà bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật đã nói về tất cả những cái thực tại và chúng xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Chắc chắn rồi. Nếu không có thực tại thì không có đời sống. Cái thấy không sanh khởi thì dứt khoát không có đời sống. Cái nghe không sanh khởi thì không có đời sống của cái nghe. Và cái nghe sanh khởi rất ngắn ngủi, do vậy đời sống của chúng là rất ngắn ngủi. Cái nghe của ngày hôm qua không phải là hôm nay. Âm thanh của ngày hôm qua không phải. Khoảnh khắc trước cũng đã qua rồi, chúng không bao giờ sanh trở lại. Phải không? Diệu pháp này chúng ta tưởng cái đó là không thâm sâu ư? Không có chuyện đó đâu, nó quá thâm sâu. Sau cái khoảnh khắc thấy nghe thì sao? Vô minh nó bao phủ. Và nếu mà chúng ta nghe chánh pháp thì có khả năng có khoảnh khắc hiểu biết nó sanh khởi, đúng cái duyên của nó, một chút xíu thôi, rồi nó lại khỏa lấp đi. Và khi nào cái năng lực của trí tuệ nó đủ duyên, nó lớn mạnh, về trí tuệ tự chúng phát triển cái nhân duyên cho chúng sanh khởi, chứ không có con người nào ở đây cả. Phải không? Phải không? Khổ không phải có con người nào khổ cả. Chỉ có pháp khổ thôi. Tham, cái nguyên nhân của khổ không phải là ai tạo ra nguyên nhân của khổ cả. Nguyên nhân của khổ chính là pháp. Sự diệt khổ cũng không có ai ở trong đó cả, mà chỉ là pháp. Và con đường đến sự diệt khổ cũng chỉ là pháp thôi. Là pháp thôi. Chứ không có ai ở trong đây cả. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải nắm rõ để hiểu biết về chánh pháp.
Kính bạch chư đại đức tăng, bài câu kệ số 408 này được Đức Thế Tôn khi ngài ngự tại quê Lú Quá Lá, Trúc Lâm, và ngài cập đến vị trưởng lão tên là Bilinda Vachcha, và ngài thường nói rằng: người đê tiện hãy đến đây, người đê tiện đi, vân vân. Thường thì vị ấy vẫn gọi bậc xuất gia hay tại gia bằng danh từ đó. Và một hôm thì chư tỳ kheo bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đế Thô, bạch Đức Thế Tôn, quý vị hiền giả Pin Đá à, Pí Nin Đá Quá Chát thường gọi chư tỳ khu bằng cái danh từ người đê tiện. Và Đức Thế Tôn cho gọi trưởng lão Pí Nin Đá Quá Chát đến và hỏi rằng: này Pí Nin Đá Quá Chát, được nghe nói rằng là ngươi gọi chư tỳ khu bằng cái danh từ đó, có phải chăng? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn phán xét và với tuệ giác, ngài thấy được cái tiền thân của ngài và thấy được cái tiền hạnh của trường não Pí Nin Đá Quá Chát. Rồi ngài mới dạy rằng: này chư tỳ khu, các ngươi chớ lên buồn phiền vị tỳ khu tên là Pí Nin Đá Quá Chát, vì ấy không có ác ý khi gọi các ngươi bằng danh từ đó đâu. Này chư tỳ khu, đó là tiền khiên tập của tỳ khu này, vì trong quá khứ tỳ khu Pí Nin Đá Quá Chát thọ sanh vào gia đình tổng và gia đình trưởng giả. Với cái dòng tâm của ngài thì ngài tái sanh vào cái dòng trưởng giả tới 500 kiếp liên tục, và trưởng giả thì thường sai khiến và nói với những người làm công, y thường gọi cái danh từ đó trong nhiều tiền kiếp như vậy, như thế nên đã trở thành thói quen. Thì bậc vô lậu không còn lời nói thô bỉ chướng tai để xúc phạm đến người khác, do vậy lời nói của con Như Lai là vị có tiền khiên tập. Rồi ngài tuyên thuyết lên cái kệ ngôn rằng: nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai. Ta gọi bà Nam Mô. Cái chú giải thì ở trong chú giải này giải cái từ là ác cắt cắt xăng, là lời nói tao nhã. Quynh nha quý ninh là tức là hiểu được nhau. Sách chăng tức là chân thật. Và láp ví sách chê là lời nói nào không làm người khác buồn phiền và tức giận thì các bậc vô lậu thường dùng những lời ấy. Do vậy ta gọi người như thế là bà la môn. Và ở đây ngài phát minh, ngài dịch, ngài cẩn đề nè: đại đức thường kêu sắp mé người, ê đồ khốn nạn, lại đây chơi. Chư tăng bất mãn thưa lên Phật, Phật bảo tiền khiên tật đó thôi. La hán không hề giận ghét ai, ôn hòa lợi ích chẳng đơn sai, không lời thô ác vì sân hận, ta gọi bà la môn đức tài. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, tâm tham thì chúng luôn luôn tích lũy theo đường lối của tham, sân thì tích lũy theo đường lối của sân. Người nào nhiều phóng dật cũng do đường lối tích lũy của si. Tất cả các pháp đều do duyên và sự tích lũy. Bản chất của tâm là như vậy. Trí tuệ thì tích lũy theo con đường của trí tuệ. Do vậy,
tâm và nghiệp của chúng sanh là vô cùng đa dạng. Không thể nào một kiếp, 10 kiếp, 2 kiếp, 30 kiếp, 40 kiếp, 100 kiếp. Mà chúng sanh có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì cái dòng tâm của mỗi chúng sanh là trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Chính vì cái sự tích lũy mới trôi lăn trong sanh tử luân hồi là vô tận. Và hầu như là tất cả chúng sanh ai ai cũng có tiền khiên tật. Và dầu là Bồ Tát toàn giác thì cũng có tiền khiên tật. Nhưng chỉ khi nào Ngài đắc toàn giác Phật với cái năng lực đầy đủ ba la mật với toàn giác trí đó thì mới tận diệt được hết cái tiền khiên tật mà thôi. Còn như chúng ta thấy Ngài Thượng Thủ Thinh Văn, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài trí tuệ vô song như vậy. Nhưng mà cái tiền khiên tật của Ngài vẫn còn. Tùy theo cái tiền khiên tật, theo cái chiều hướng này hay chiều hướng kia. Như vậy thì cho chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta học hiểu giáo pháp thì chúng ta hãy lắng nghe về pháp. Mỗi ngày mỗi vị đều có những cái hiểu sâu rộng và hiểu về pháp như thế nào. Hiểu thì suy giác ngộ thì giống nhau, nhưng mà cái cách trình bày cái cách hướng đạo do ngôn từ ngữ, do học vấn, do vùng miền, vân vân. Do tiền khiên tật. Nhưng mà chắc chắn một điều, các bậc thánh, các bậc mà đã nhiễm ngộ các pháp thì không có những cái ý nói về cái tư thù, nói về cá nhân, nói về sự chỉ trích. Và qua cái bài pháp này thì Ngài do nhiều đời Ngài đã sanh trong những cái gia tộc, cái dòng tâm gia tộc, Ngài sai khiến, Ngài dùng cái thể sai khiến, Ngài đánh đập hay Ngài nói nặng nhẹ với cái người làm công nó quen rồi. Và chính cái dòng tâm đó, tuy rằng cái tâm trước nó diệt đi rồi, nó hoàn toàn không sanh trở lại, nhưng mà cái xu hướng tích lũy của nó để lại cho những cái tâm sau. Nếu mà trí tuệ không được tích lũy thì chúng ta không thể nào giác ngộ được. Điều đó là chắc chắn. Ngày hôm qua chúng ta nghe pháp, tuy rằng cái pháp hôm qua chúng ta được nghe nó diệt rồi, nhưng mà cái sự hiểu biết từng chút một nó vẫn cứ, mặc dầu cái tâm trí tuệ nó diệt đi rồi, nhưng mà cái bản chất đã được hiểu đó, nó vẫn lưu vào trong tâm trí của chúng ta. Do vậy chúng ta thấy có người sinh ra thì có cái giọng nói rất là thế, có người nam thì nó nói rất là nữ tánh, hay là nói rất là trầm, rất là ấm, hay là rất là thô tháo, nhưng mà ở bên trong thì các ngài rất là vô tư trong sáng.
Có những người thì ở bên ngoài nói những cái lời dịu ngọt, nói những cái lời gọi là kham nhẫn, nhưng mà lừa đảo, nhưng mà lừa đảo, mà tâm ý thì lừa đảo, cái kế sách, cái mưu toan. Vậy chúng ta thấy, và trong Kinh Trung Bộ Đức Phật cũng có, như không nhớ không nhầm, thì chúng ta biết là Đức Phật cũng dạy là cái tâm của loài người đó, với vị dạ xa hỏi Đức Phật đó, thì chúng ta biết là bạch Đức Thế Tôn, nhớ không nhầm là, và Đức Thế Tôn trả lời là tâm của loài người rất là phức hợp, họ nói một đằng làm một nẻo, họ nói vậy, họ suy nghĩ vậy, họ nói hình khác, họ làm khác nữa. Vậy để chúng thấy là khi mà lúc mà suy nghĩ đó, thì cái suy nghĩ kia nó diệt đi rồi, nhưng mà cái suy nghĩ này nó chọc lên một cái, là cái suy nghĩ kia phát ra nói cái điều đó, nhưng mà lúc này cái suy nghĩ nó lại tiếp tục phát ra cái hành động thì nó lại khác với cái kia. Vì sao vậy? Vì các cái phiền não nó đang xen cái tâm thức của chúng sanh là không thể tưởng tượng được. Do vậy chúng ta thấy là chính vì như vậy mà chúng ta mới cần phải nghe diệu pháp, để cho chúng ta thấy là đã lâu rồi tâm của chúng ta bị ô nhiễm với cái vòng sanh tử luân hồi này. Và ô nhiễm bởi cái gì thưa quý vị? Thế gian này hay thế gian khác chỉ có những cái âm thanh, chỉ có mùi, chỉ có vị, chỉ... mà thậm chí cuộc sống của chúng ta trong đời sống này, trong đời sống hàng ngày mà chúng ta sinh hoạt á, nó chỉ có 12 cái sắc thô, mà chúng ta còn chưa rõ biết nó, còn sắc tế làm sao rõ biết, phải không? Sắc thô là gì? Đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, phải không? Rồi là sắc gì? Màu, âm thanh, mùi, vị, cứng mềm nóng lạnh, mà nó đã nhốt chết rồi, chúng ta còn không hiểu được nó nữa mà. Và chúng ta nghĩ rằng tu tập hơi thở là dễ. Xin thưa mấy quý vị rằng hơi thở là một cái sắc vô cùng tế, nó đâu có phải là sắc thô. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta thở khì khì vậy là chúng ta biết hơi thở, không phải. Hơi thở là một cái sắc vô cùng tế, không có trí tuệ chánh niệm cao thì không thể nào biết được hơi thở, biết được cái sắc của hơi thở. Cái hơi thở đó, chúng ta biết được cái sắc hơi thở nó là một cái sắc tế, không phải là sắc thô. Vậy là Đức Phật nói, Đức Phật dạy cái người mà định vào tứ thiền á, nó không có hơi thở nữa. Vì sao vậy? Vì nó là sắc tế. Nên là chúng ta cần phải nắm bắt rất rõ. Mà cái quan trọng nhất cũng không có gì quan trọng ở cái chỗ mà chúng ta bắt buộc phải tu tập cái đó cả. Quan trọng là pháp thực tại này chúng ta hiểu từng chút một. Và chắc chắn rồi, bài kinh chuyển pháp luân thì chúng ta đã biết rồi. Đức Phật hỏi năm vị kiều trần như, năm vị kiều trần như cũng tu tập với ngài bằng cái pháp hơi thở, ngài cũng tu pháp hơi thở. Tức là lúc đó Đức Phật đến dạy cái chỗ này, dạy về cái phần này thiền kia, thì lúc đó năm vị kiều trần như có tôn kính ngài không, có lưỡng lự không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà Đức Phật nói điều này các ngươi đã được nghe chưa? Đức Phật nói cái thấy là khổ, thấy là vô thường, ngài hỏi đó. Thì lúc đó xong, bước đầu ngài mới nói, đức năm vị kiều trần như mới hỏi, gọi là ngài, thì ngài mới nói là ngươi có thấy từ trước đến giờ ta đã từng nói cái này chưa? Năm ngày nói là không. Như vậy thì chúng ta thấy là cái pháp hơi thở đó, không phải ai cũng đạt được nó. Chỉ có đủ duyên cho một số rất ít người trên thế giới này mà thôi.
Nhưng mà pháp giác ngộ thì không phải bắt buộc ở hơi thở, phải không? Mà Đức Phật dạy về cái thấy là vô thường, cái nghe là vô thường, và cái thấy là một sự thật. Có thể được hiểu ở ngay khoảnh khắc này, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Và cái thế giới này chỉ có những cái đó mà thôi. Không có cái thần thông nào của cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay cái sắc giới này, dục thần thông nào của sắc giới, vô sắc giới, của cái nghiệp thiện nào mà có thể hiểu được cái thấy nghe ngửi nếm dục xúc chạm cả. Chỉ có trí tuệ của Bát Chánh Đạo mà Đức Phật dạy mà thôi, mới hiểu được về chúng là pháp vô thường, khổ vô ngã mà thôi. Cái thấy chúng có biết đàn ông, đàn bà, nam nữ không? Chúng có biết cây cối ruộng vườn không? Chúng có biết ai đó không? Không. Chúng chỉ biết đối tượng thị giác thôi. Nếu mà chúng biết đàn ông, đàn bà thì không có khoảnh khắc của suy nghĩ, không có khoảnh khắc của phiền não sanh khởi. Chính vì vậy chúng là quả của nghiệp luân. Chúng giảng chỉ có mỗi tính chất là biết về đối tượng thị giác và diệt đi liền tại đó rồi. Và chỉ có cái thấy thì mới thấy đối tượng thị giác thôi, cái nghe thì không có thấy được. Như vậy cái thấy là tôi thì có chấp nhận được không? Có chấp nhận được không? Nếu mà con mắt bị mù thì có thấy được không? Và cái thấy này có thấy được ở sau lưng không? Có thấy được ở trên đỉnh đầu không? Không, cái thấy này chỉ sanh nơi giáp tánh ná của nó thôi. Đó là nơi xứ của nó mà thôi. Nhưng mà chúng nương gá chứ chúng không có thường hằng ở đó được. Và cái xứ của nó cũng luôn luôn sanh và diệt. Tất cả các pháp đều phụ thuộc vào duyên mà sanh. Chúng không thể độc lập một mình sanh khởi được. Cái thấy không có nhãn căn là không thể nào sanh khởi được. Tất cả những người mù ở trên thế giới này không có khoảnh khắc thấy. Còn nếu con tắc kè, con ong, con kiến, khoảnh khắc thấy vẫn sanh khởi, vẫn là quả của nghiệp. Cái thấy không có, không có tôn giáo và không có tự ngã, chúng chỉ do duyên mà sanh thôi. Mà cái thấy có bị chấp ngã luôn luôn là tôi thấy, luôn luôn là tôi nghe, luôn luôn là tôi ngửi, luôn luôn là tôi đếm, luôn luôn là tôi xúc chạm, luôn luôn là tôi thích cái này, tôi thích cái kia, mà không biết được từng khoảnh khắc đó rất khác biệt. Và thế giới này chỉ có vô lượng những cái thấy sanh ra và diệt, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm. Ngày mai quý vị thức dậy cũng chỉ có cái thấy nghe ngửi đếm đụng, và các vị suy nghĩ về đó rồi lại ngủ say. Và đến một ngày nào đó tâm tưởng xuất hiện và rồi kiếp sống này được chấm dứt, và kiếp sống này không bao giờ quay trở lại. Chúng chỉ còn lại một giấc mơ khi kiếp sau sanh khởi. Cũng như ngày hôm qua, thấy nghe ngửi ngày hôm qua, bây giờ chúng trở thành một giấc mơ. Chánh niệm về tứ thánh đế, chánh niệm về tứ niệm xứ khó không, thưa quý vị?
nó không dễ sanh khởi đâu. Không được nghe về các pháp là thực hiện giờ, không có duyên nào để cho nó sanh khởi được cả. Chúng tôi đảm bảo với quý vị một điều. Chính vì vậy là Đức Phật giác ngộ pháp, Đức Phật nói về cái thế nghe ngửi nếm đụng năm vị kiều trần như ba năm bậc ngài đủ ngài giác ngộ. Chứ ngài nói tu thiền định nữa thì thôi, giáo pháp của ngài thì đâu, ngài đã bậc cao quý tột bậc. Và hãy nhớ một điều rằng trong 13 năm bậc không bậc nào nói về tu tập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để dự trữ ở trong đó cả. Bởi vì bản chất của trí tuệ luôn luôn đi với thanh tịnh, với chánh định. Đó là tổ hợp của nó, làm sao mà một cái tâm nó sanh lên, nó lại thiếu chánh định ở đó được khi mà trí tuệ nó sanh. Nó lại thiếu chánh niệm ở đó được, điều đó là không thể. Nó vô lý hết sức khi mà chúng ta gán ghép cái pháp này, cái pháp kia mà Đức Phật dạy rõ từng pháp một. Và có phải như thực là ngày nào từ sáng đến chiều ba cái vòng luân này nó cứ xoay hoài không? Hết thấy rồi lại phiền não, hay lại thương về cái thấy, hay lại nghĩ về cái thấy bằng thiện hay bất thiện, phải không? Rồi lại tác động qua thân khẩu ý tạo nghiệp thiện hay bất thiện. Như vậy không có khoảnh khắc này thì làm gì có cái kiếp sau, phải không? Như vậy tất cả các kiếp trước thì chúng cũng chỉ là vòng duyên sanh này, phải không? Dầu là bao nhiêu tốt xấu thì chúng đã diệt rồi, phải không? Dầu chúng ta có nhớ về đi chăng nữa thì cũng chỉ là cái tưởng của thực tại. Hay là Đức Phật dạy quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại. Mà hiện tại này thì quá khứ nó cũng quả thiện quả bất thiện như vậy thôi. Có gì khác hơn không? Và hãy nhớ một điều rằng dầu là quả thiện hay quả bất thiện, cho quả thì cái mà khổ lạc chúng ta chỉ kinh ở cái thân thức một chút xíu đó thôi. Còn khi chúng ta ngủ say, rồi chúng ta tái sanh làm người, cái quả thiện nó như chúng ta ngủ say thì chúng ta cũng đâu nhớ về, đâu có gì hạnh phúc ở trong đó. Hoàn toàn chúng ta không kinh nghiệm gì được. Cái thấy, chúng ta thấy cái đối tượng thị giác, cái quả nó cũng không có ý nghĩa gì, nó không có cảm thọ gì là lạc, là hỷ, là ưu cả. Phải không? Như vậy để nói nên là cái hạnh phúc mà của con người đem đến chính là những cái thiện pháp, và nhất là cái thiện của tứ niệm xứ trong đời sống hàng ngày. Cái đó mới thực sự là cảm nhận. Chứ còn cái quả đó thì chúng ta thấy nó vô nhân, và cái quả mà nó hữu nhân thì từ lúc chúng ta ngủ say rồi, lúc là hữu phần rồi. Vậy chúng ta thấy chỗ quả, chúng ta tưởng là chỗ quả tốt đẹp, nhưng mà cái sắc la quả của nó chỉ là nhìn thấy cái màu đó tươi vui, nghe nó du dương, nghe cái âm thanh đó thôi, chứ còn có nó du dương thì do cái tâm sau đó, chứ không có gì hết. Mà sau đó là thiện, chính vì cái quả thiện này nó là nối kết. Nhưng mà chúng ta thường hiểu lầm là quả làm duyên cho nhân, điều đó lại sai nữa. Quả là nó rụng xuống. Và nhân là do sự tích lũy các cái thiện pháp này, do cái thói quen của cái thiện đó, là một cái duyên thường cận của nó, rất là khác. Vậy cuộc sống này pháp hữu vi là rỗng không thôi. Cái mà chúng ta mong cầu được những cái quả an vui, quả nào là quả an vui? Khi mà chúng ta biết được cái quả an vui không phải là chúng ta. Đó, chúng ta tái sanh làm người thì lúc ngủ say đó là quả an vui đó. Mà chúng ta có biết gì về đời sống này không? Còn cái quả mà nó trổ qua mắt, qua tai, những cái
thấy nè, nghe ngửi nếm đụng xúc chạm nè, nó là vô nhân nè. Đó, sau khoảnh khắc thì có phải là sau khoảnh khắc thấy nghe và hai cái tâm tiếp thâu quan sát đó cũng là vô, cũng là vô nhân luôn, phải không? Đâu có tham sân si, đâu có vô tham vô sân vô si đâu. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái thiện pháp á là vô cùng quan trọng đó. Nhưng mà không ai để ý tới cái đó hết á. Cái thiện pháp nó mới đưa chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Và chính ở đây là thiện pháp của tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ nó cần phải được đầy đủ các ba la mật của nó. Do vậy là chúng ta rất thiếu thốn về các thiện pháp. Và mục đích của nó là gì? Làm thanh tịnh thân khẩu ý thôi, làm thanh tịnh ba nghiệp thôi. Để trở thành một người thực sự có lời nói ôn hòa, nói lên lợi ích, sự chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi bà la môn. Như vậy giáo pháp của Đức Phật rất là thiết thực hiện tại. Là thiết thực hiện tại. Và tưởng là nhân quả vòng duyên sanh nó ở đâu? Nó đang xoay vần liên tục nơi thân và tâm của chúng ta. Nếu không có duyên thì đâu có pháp nào sanh khởi được đâu. Vậy thì qua bài pháp này, chúng con xin gửi đến quý vị những cái ý nghĩa và chúng con trình bày để như vậy. Và còn nói về các ngài, các bậc thánh thì mình không thể nào mà nói được, thưa quý vị, vì các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy khi nào mà chúng ta đạt được, hiểu thấu được rõ ràng những cái pháp hữu vi này là rỗng không, xả ly, ly tham, không chấp trước, không còn ganh tị tật đố với cái con đường tứ niệm xứ và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo với lời Đức Phật dạy, thì sẽ trở thành bà la môn mà Đức Phật qua bài kệ này Đức Phật đã nói, đã giảng dạy. Nam mô Bổn Thầy á. Phước lành này phát sanh nên con cung kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thất Bà, Sức Sanh, Ngạ Quỷ, Thiên Nhân, Atula, Diêm Chúa, và tính chi phước lành này đến tất cả đạo Phật tử ở gần ở xa, mong quý vị trì hiện phước báo thanh cao này để được sự an lạc và tiến hóa trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Phước báo này con nguyện là nhân, là duyên, thành tựu trí tuệ, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Vì sanh tử luân hồi là khổ đau, vì chánh pháp của Đức Phật là vô cùng cao quý. Do lời chân thật này mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bổn Thầy. Sa thu lần thầy kính tri ân là vì Đức Tuệ Nhẫn đã thuyết giảng bài từ vựng ý nghĩa nhân sự bài kinh số 408 ngày hôm nay. Dạ, thay mặt chúng Châu Rung, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi.